Đi qua Đào thương, Trương Đại Dĩnh trải lòng quan điểm sống và yêu, xuất hiện trên màn ảnh là một diễn viên thực lực. Ít ai biết, Trương Đại Dĩnh chưa từng tốt nghiệp bất cứ một trường diễn xuất chính quy nào. Trương Đại Dĩnh không tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay được đào tạo bài bản, thậm chí cô chỉ dừng lại ở học trung học tại quê nhà, nhưng bằng khả năng diễn xuất thiên phú và những nỗ lực không ngừng mà cô đã tự thân vượt lên trong làng giải trí giới trung, trở thành một trong những tiểu hóa đán 85, tức sinh sau năm 1985. Chưa đây dính sinh ra trong một gia đình thuần nông, không có ai làm nghệ thuật. Cha cô là một nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ bán hàng tạp hóa. Một số người tin cho rằng Dĩnh bảo chỉ học trung học vì gia đình không có dư giả nên không thể học cao hơn. Khi đã có chút tiếng tăm trong làng giải trí, cô thường bị nói là trình độ học bổ túc, kỹ năng diễn xuất không cơ bản. Hành trình trở thành giao hạng A của cô gái thôn quê Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi đạt được giải nhất của cuộc thi tìm kiếm ngôi sao năm 2006, Châu Đại Dĩnh chính thức bước chân vào làng giải trí, nhưng cô chỉ được giao phó những vai diễn nhỏ lẻ, không có nhiều đất diễn. Nổi bật nhất là vai tình nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách năm 2011. Mãi cho đến năm 2012, Châu Đại Dĩnh mới lần đầu nhận được vai nữ chính trong sai nhầm nhân duyên, nhưng phim không mấy thành công. Năm 2013, Dĩnh Bảo tiếp tục được phỏ thác vai chính Lục Trinh trong Lục Trinh Truyền Kỳ. Bộ phim này đã giúp cho khán giả biết đến cô nhiều hơn. Nhưng tên tuổi của Trời đầy Dĩnh thực sự bùng nổ là với bộ phim truyền hình Sam Sam Đến Đây An Nè năm 2014 đóng cặp với Trương Hàn. Cùng năm, Trời Đại Dĩnh cũng trở thành Nữ Thần Kim Ưng, một giải thưởng do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức. Tiếp nối thành công, năm 2015, Trương Đại Dĩnh đóng cặp với Hoắc Kiến Hoa trong Hoa Thiên Cốt, tạo nên một bộ phim truyền hình cổ trang bom tấn đạt tỷ suất xem đại cao nhất trong lịch sử. Và cũng nhờ Hoa Thiên Cốt, Dĩnh Bảo đã giành được giải Hoa Sen Vàng, giải thưởng dành cho nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 22 và năm 2016 và giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải thưởng truyền hình Kim Ưng Trung Quốc lần thứ 28 Năm 2017, Trương Đại Dĩnh nhận được vai chính trong sở kể truyện phim đạt rating cao kỷ lục chỉ sau Hoa Thi Cốt. Gần đây nhất là nữ chính Chu vị trong hứa phỉ, đóng cùng với nam diễn viên sinh năm 1997, Vương Nhất Bắc. Câu nói hay của Trương Đại Dĩnh về cuộc sống. Sau gần 15 năm bôn ba trong hề, Trương Đại Dĩnh thành công rực rỡ, nhưng cũng có nhiều lần lao đao trước sóng gió thị phi. Chính vì vậy, Dĩnh bảo đứng trước công chúng vẫn thường có những chia sẻ rất sâu sắc về thực tế của cuộc sống. Một, áp lực cũng chính là động lực. 2. Hiểu được càng nhiều, nụ cười càng ít, đó là trưởng thành. Trải qua nhân tình thế thái, mong bạn vẫn giữ được tấm lòng ban đầu và nụ cười rạng rỡ Ba, Con người tôi không thích quay đầu nhìn lại sự việc, luôn luôn nhìn về phía trước. 4. Tác phẩm vĩnh viễn là tư cách để nói chuyện, là một người có thái độ, có nguyên tắc, có cá tính của dân mình, không làm một thần tượng, được gói bọc đẹp đẽ. Cho dù ai không thích đi nữa, nhưng con người đó là con người thật của tôi. 5. Nếu có một ngày trong cuộc sống của bạn không còn tôi nữa, xin hãy nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của tôi dành cho bạn. 6. Sự nỗ lực của tôi xứng đáng với vận may mà tôi đang có. 7. Đã hơn 10 năm kể từ khi tôi ra mắt, nếu như tôi cứ mãi luẩn quẩn với câu hỏi này, câu hỏi, quan điểm của bản thân về cách đối mặt với những bình luận trái chiều trên mạng, bạn nói thử tôi còn làm được nữa hay không, nếu tiếp nhận không được thì đừng làm nữa. 8. Tuy rằng thường xuyên có người kêu tôi ngốc nhưng tôi cho rằng thông minh thật sự sẽ không thường xuyên thể hiện ra ngoài. Thông minh chỉ có thể dùng cho trẻ con, còn về người lớn phải nói xem người này có trí tệ hay không. 9. Tôi nhận ra rằng chúng ta cũng sống đơn giản khi còn nhỏ, trưởng thành rồi bạn sống đơn giản mới có thể vui vẻ được. Những câu nói hay của Châu Đại Dĩnh về tình yêu Sau khi trải qua cuộc hôn nhân với nam tài tử Phùng Thiệu Phong, Châu Đại Dĩnh đã nhanh chóng lấy lại được phong độ là người kín tiếng về chuyện đời tư, Trần Đại Dĩnh rất hiếm khi chia sẻ quan điểm về tình yêu của mình. Dưới đây là một số những lần hiếm hoi như thế. Một, Thích và ở bên nhau là hai chuyện khác biệt, đều nên kiên trì và vẫn cần phải kiên trì. Có yêu mấy đi nữa cũng không thể mất đi nguyên tắc của chính mình, hạ thấp giới hạn của bản thân để làm vừa lòng sự tùy hứng của người khác sẽ chỉ làm dung dưỡng ra ác quả. 2. Yêu là khi nhận ra cảm xúc tự dưng thuộc về người khác và nỗi nhớ của mình cũng là do họ cầm nắm trong tay. Ba, Tôi có năng lực để mình sống tốt hơn. Như vậy là có thể bù lại được sự nuối tiếc hối hận trong lòng rồi. Tôi sẽ kiên định sống theo ý của mình, chủ động để bản thân ngày càng tốt hơn. Phía sau ánh hào quang luôn là những nghệ sĩ kiên cường, mạnh mẽ. Họ luôn biết cách để vượt lên những thị phi không đáng có. Luôn giữ vững tinh thần mà hết mình cống hiến cho nghệ thuật hình ảnh chùa đại dĩnh ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn là minh chứng tuyệt vời nhất cho bản lĩnh của một nữ diễn viên nổi tiếng